chuột chính luôn con rắn. Rắn lại ăn luôn nha. Rắn hổ hành. Nướng cho muối ớt đi, một nửa nấu cháo. Tí. Trời ơi quá hớp luôn, ngon. Đây, đậu xanh thì chúng ta ngâm lúc để cho những cái hạt hư nó nổi lên, bỏ hết đó đi. Rồi chúng ta cho vô. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cho đậu xanh vô. Thơm, dừa gạo rang nó mới thơm ha. Rồi giờ nấu riu trắng lửa lớn thì được khi nghĩa là coi như là hương nguyên đồ cháo luôn. Rồi sau khi mà không đủ đồ chơi nên Kim quyết định nấu cháo hết luôn. Xào con xanh là mình đổ vô đây ha, đủ đủ xanh nghe. Rồi thành phẩm bây giờ xin mời cả nhà nha. Đó. Wow. Đã. Rồi mời cả nhà nha. 2, 3, vô.